Trong đầu tư chứng khoán thì không có thần đồng. Bấy lâu nay tham gia thị trường chứng khoán, khi người ta thắng được một chút thì người ta có thể ảo tưởng rằng người ta giỏi, người ta là thần đồng trong thị trường chứng khoán. Và chính điều đó đã khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư phải ngậm đắng nuốt cay mà thua lỗ sạch toàn bộ cái tài sản của mình. Vì sao lại vậy? Bởi vì AZFIN đánh giá rằng trong thị trường chứng khoán không có thần đồng. Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử và có thể thấy như sau. Newton ngày xưa là một trong những nhà khoa học thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên khi tham gia vào thị trường chứng khoán, ông ấy lại rất tự tin và cái kết quả ông ấy thu được đó là một sự thua lỗ vô cùng thảm hại, thậm chí mất sạch cái tài sản của mình. Chính vì thế cho nên sau này Newton mới nói với mọi người nghiêm cấm ai nói về chứng khoán trước mặt ông ấy. Và ông ấy cũng phải thốt lên rằng tôi có thể tính toán sự chuyển dịch của các thiên thể, tuy nhiên tôi không thể tính toán được sự điên rồ của đám đông trên thị trường chứng khoán. Hay ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp như Jesse Livermore chẳng hạn, ông ấy đã có thời là một trong những người giàu nhất thế giới, giàu tương đương với chủ của ngân hàng JP Morgan Chase. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiếm tiền cũng như thất bại và cuối cùng ông ấy cũng đã nhiều lần phá sản và kết cục chính là tự tử. Không lấy đâu xa, ngay bản thân cá nhân tôi cũng thế. Khi mà tham gia thị trường chứng khoán từ lúc còn rất sớm, khi đó tôi mới 18 tuổi và năm 2007. Và đến năm 2009, may mắn nhờ thị trường chứng khoán lên mạnh sau khi tạo đáy vào tháng 3 năm 2009, thì tôi đã kiếm được đâu đó khoảng 2 tỷ rưỡi, tương đương với hồi đó một căn chung cư khoảng gần 200 mét. Và nếu tính giá thị trường bây giờ thì có lẽ nó không dưới con số 12 đến 15 tỷ đồng với một cái độ tuổi chỉ đôi mươi. Và lúc đó tôi cũng nghĩ rằng mình là thần đồng, mình là quái kiệt trên thị trường chứng khoán. Thậm chí tôi cũng đã ngồi kẻ các file Excel để thấy rằng 30, 40, 50 tuổi mình sẽ trở thành tỷ phú đô la. Và sau đó tôi còn đi thi các cuộc thi về chứng khoán và cũng là quán quân đầu tiên của một cuộc thi chứng khoán cho sinh viên rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó chính là iInvest do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Đến nay thì cái cuộc thi đó thậm chí nó còn là mạnh mẽ hơn nữa và khẳng định được vị thế. Từ những yếu tố trên, tôi lại càng tự tin hơn vào bản thân mình trên thị trường chứng khoán. Nhưng rốt cục thì tôi đã cháy tài khoản vào năm 2014 và đâu đó đến năm 2020 tôi mới trả hết được những cái khoản nợ vì cái việc coi mình là thần đồng như vậy. Và trong suốt quá trình đầu tư cũng như là tư vấn quản lý gia sản đầu tư cho các nhà đầu tư ở trên thị trường thì tôi cũng gặp rất nhiều các anh chị. Cụ thể tôi xin lấy ví dụ, đó là có một nhóm các nhà đầu tư Đông Âu rất là giành thành công, nổi tiếng ở Nga. Họ là những người cùng thế hệ với những bác Vượng, bác Hùng Anh, bác Đăng Quang, có rất nhiều tiền khi trở về Việt Nam làm ăn kinh doanh và họ cũng tham gia vào thị trường chứng khoán. Tôi nhớ rằng cái hồi năm 2008-09, nhóm này họ đóng góp tới 50% doanh thu môi giới cho một công ty chứng khoán hiện nay đang là top 4 thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vậy cho nên công ty chứng khoán này thậm chí thiết kế một cái phòng riêng chỉ dành cho nhóm khách VIP này. Nhưng thời gian trôi qua và các anh chị ấy cuối cùng đã cháy gần như toàn bộ tài sản của mình. Có người thì vợ con bỏ, có người thì bán sạch 3-4 cái nhà phố cổ. Và đến năm 2020, đâu đó trong nhóm đó chỉ còn lại một anh thôi, thì anh lại chuyển sang vai trò làm môi giới để kiếm thêm tiền, chứ không phải là đầu tư để sinh lợi nhuận được. Kết quả sau khi trao đổi cũng như phỏng vấn các anh chị ấy, thì tôi nhận thấy rằng đa phần bởi vì họ quá tự tin, vì họ thông minh, vì họ rất giỏi trong kinh doanh và họ kiếm được rất nhiều tiền và họ nghĩ rằng thị trường chứng khoán cũng như vậy. Hay là gần đây thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều các cái nhà đầu tư rất giỏi trong cái lĩnh vực bất động sản. Các anh chị thậm chí kiếm được hàng vài trăm tỷ từ thị trường bất động sản và khi nhảy sang thị trường chứng khoán, các anh chị cũng bảo chứng khoán nó cũng như bất động sản thôi, thậm chí nó còn dễ hơn đấy. Tuy nhiên thì trải qua năm 2021, 2022, 2023 thì về cơ bản đa phần các anh chị đều mất tới 50, 70, thậm chí 80% cái lượng tài sản bỏ vào thị trường chứng khoán. Từ đây có thể thấy rằng thị trường chứng khoán không phải là nơi có thần đồng giống như các lĩnh vực khác quý vị ạ. Mà muốn thành công
ở trên thị trường chứng khoán thì cần phải trang bị cho mình đầy đủ các cái kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội được. Ở AZFIN Việt Nam thì chúng tôi đúc kết ra rằng nhà đầu tư cần phải có 3 chữ T ở đây là tinh, tĩnh và tỉnh. Đối với những người thông minh được coi là thần đồng thì về cơ bản họ có thể có chữ tinh. Tuy nhiên cái vấn đề tĩnh cũng vô cùng quan trọng. Và điều này chỉ có đối với những nhà đầu tư giá trị và tham gia thị trường một thời gian rất lâu dài, trải nghiệm rất nhiều thì mới trang bị cho mình được cái độ tĩnh. Và cuối cùng đó là tỉnh. Khi tinh nhận ra được cơ hội, tĩnh để nắm bắt các cái cơ hội, nhưng cần phải tỉnh táo để có thể rút ra đúng lúc, kịp thời, từ đó mới có thể bảo vệ được cái thành quả trong quá trình đầu tư của mình và có được cái nguồn vốn để cho chu kỳ tới, chu kỳ tiếp theo chúng ta đầu tư và sinh lời một cách hiệu quả. Chính vì thế cho nên AZFIN Việt Nam cũng như Phục rất mong muốn gửi đến quý các anh chị nội dung này để làm sao quý các anh chị tham gia thị trường chứng khoán một cách từ từ, bền vững, gặt hái được những thành công to lớn trong lâu dài và tránh được những cái mất mát, thiệt hại không đáng có nhờ vào việc mình may mắn kiếm được chút tiền khi mới tham gia thị trường, giống dạng kiểu cờ bạc tại đãi tay mới. Thì trên đây chính là những cái nội dung Phục muốn gửi đến quý các anh chị. Thì chúc quý các anh chị có được những cái kiến thức, kinh nghiệm hữu ích áp dụng vào trong quá trình đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những nội dung tiếp theo.